ba sai lầm khi mà rửa bình sữa ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của con à, đầu tiên là chúng ta chỉ rửa bằng nước lã mà không rửa bằng cái chất uh, tẩy rửa chuyên dụng khi mà chúng ta chỉ rửa bằng nước lã không thì trong sữa mẹ cũng như là trong cái sữa công thức thì là có những cái chất béo và khi mà chúng ta chỉ rửa bằng nước nã không thì những cái chất béo ấy nó vẫn còn à, động lại ở trong bình và khi mà chúng ta sờ tay thì sẽ thấy nhớt nhớt những cái chất này à, khi mà um, động lại ở trong bình thì sẽ làm một cái môi trường tuyệt vời cho vi khuẩn sinh à, sôi này nở sai lầm thứ hai là sử dụng nước rửa chén để rửa bình sữa cho con trong nước rửa chén thì có rất là nhiều các cái chất hóa học và cho dù chúng ta có rửa kỹ vì đến đâu chăng nữa thì nó vẫn còn sót lại trong bình và khi những cái chất này đi vào cơ thể con thì sẽ gây hại cho con sai lầm thứ ba là chúng ta dùng cái rẻ rửa bát chung của gia đình để rửa bình sữa à, rẻ rửa bát thì đôi khi là chúng ta có thể rửa những cái thớt đồ ăn sống như là thịt sống cá sống và trong những cái đồ ăn sống đấy thì có rất là nhiều vi khuẩn mà hệ tiêu hóa của con thì còn rất là non nớt khi mà chúng ta rửa bằng những cái rẻ ừ, rửa bát mà có những cái đồ sống đấy thì sẽ làm cho con bị tiêu chảy ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái đường tiêu hóa của con